Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa thứ hai ngày 25 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Như thường lệ, phần điểm những thông tin chính sẽ đến ngay sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tình trạng xe dù xe kẻ núp bóng xe hợp đồng tua tuyến tăng mạnh trở lại với nhiều cách đối phó lực lượng chức năng. Tảo hôn, một vấn nạn vẫn tiếp diễn, nội dung sẽ đến trong phần cuối chương trình. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, cùng tham dự còn có lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế. Năm 2021, thiên tai vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều khu vực chưa được phục hồi từ hậu quả nghiêm trọng của đợt mưa lũ lịch sử năm 2020. Toàn quốc đã xảy ra 18 trên 22 loại hình thiên tai, làm 108 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế trên 5.200 tỷ đồng. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2022 có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng 12 đến 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông. Lượng mưa trong năm có xu hướng gia tăng, xảy ra hiện tượng mưa cực đoan. Sự dị thường của thời tiết trong đợt mưa lũ lớn trái quy luật ngay từ giữa mùa khô, kèm theo dông lốc, sóng lớn tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 vừa qua, gây tổng thiệt hại từ đầu năm đến nay, ước tính đến hơn 2.400 tỷ đồng. Riêng Thừa Thiên Huế, năm 2021 đã chịu thiệt hại do thiên tai 85,3 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị thiệt hại khoảng 872 tỷ đồng. Để ứng phó với thiên tai trong thời gian tới, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ nay đến cuối năm. Hội nghị đã tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, nhất là triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nhằm tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là người dân và cộng đồng. Xác định công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chuyển dịch từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa. Tập trung lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các chương trình dự án, bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai, nâng cao chất lượng, đảm bảo yêu cầu dự báo sớm, kịp thời, chính xác diễn biến thiên tai, tăng cường năng lực chỉ đạo, chỉ huy điều hành ứng phó thiên tai, năng lực cứu hộ cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tham dự hội thảo có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết trong 10 năm qua, chất lượng nguồn nhân lực của Thừa Thiên Huế từng bước được cải thiện, có nguồn nhân lực khá lớn, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ thuật ngày càng được nâng lên, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Việc phát triển nguồn nhân lực chỉ giới hạn trong phạm vi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chưa bao quát toàn bộ nguồn nhân lực thuộc ngành địa phương. Hội thảo lần này lấy ý kiến các chuyên gia, đại biểu tham dự góp ý cho dự thảo là cơ sở quan trọng để hoàn chỉnh đề án trên Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiện. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tại hội thảo, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận cho mục tiêu phát triển giai đoạn 2021-2025, hướng đến phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế không ngừng nâng cao về chất lượng và số lượng, có cơ cấu hợp lý, chú trọng phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề cao, nhằm đưa nhân lực trở thành nền tảng và lợi thế đặc biệt quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các ngành mũi nhọn, trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025 nhanh và bền vững, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Hưởng ứng ngày sở hữu trí tuệ thế giới, chiều qua Trường Đại học Luật Đại học Huế cùng với các đối tác tổ chức ngày hội nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực luật sở hữu trí tuệ. Với chủ đề Unreal, hàng giả, hàng thật và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực luật sở hữu trí tuệ, đông đảo cán bộ giảng viên và hàng trăm sinh viên Trường Đại học Luật Đại học Huế đã được nghe thuyết trình về chuyển dịch Unreal của Hiệp hội Nhãn hiệu Hàng hóa Quốc tế INTA nhằm phổ biến kiến thức về việc bảo hộ nhãn hiệu và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.
đề cập đến những thách thức pháp lý đương đại trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ, giới thiệu chia sẻ cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực luật sở hữu trí tuệ. Trong khuôn khổ hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2022, Trường Đại học Luật Đại học Huế còn trưng bày các gian hàng Fight the Fake, trưng bày mô hình hàng giả hàng thật và các mini game nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên luật sở hữu trí tuệ nói chung, nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa nói riêng. Năm nay là năm đầu tiên học sinh lớp 12 trên cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo thay vì đăng ký trực tiếp bằng phiếu như mọi năm. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã thực hiện thí điểm đăng ký thi trực tuyến và cả học sinh đều dễ dàng thực hiện. Các học sinh lớp 12 sẽ đăng ký thi trực tuyến trên hệ thống quản lý từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5 tại trường phổ thông. Để các thí sinh làm quen, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở hệ thống trước một tuần từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5 để học sinh đăng ký dự thi thử. Tài khoản là sổ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của học sinh. Trường hợp không có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân thì sử dụng mã số định danh được cơ quan công an cấp để thay thế. Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam TKV cam kết sẽ cung cấp đủ than cho sản xuất điện trong năm 2022, đặc biệt là trong những tháng cao điểm mùa nắng nóng năm nay. Cụ thể, TKV dự kiến sẽ cấp bù khoảng 300.000 tấn cho các nhà máy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN trong quý 2, trong khi tổng khối lượng than cấp trong quý 2 là 5,1 triệu tấn. Đối với các tháng còn lại trong năm, TKV cam kết sẽ cấp đủ sản lượng theo hợp đồng đã ký với EVN. Trong trường hợp có thay đổi về nhu cầu hoặc khả năng cung cấp, hai bên sẽ trao đổi và thống nhất. Thuế nhập khẩu ưu đãi với mặt hàng xăng động cơ không pha chì vừa được Bộ Tài chính đề xuất giảm từ mức 20% hiện nay xuống còn 12%. Theo Bộ Tài chính, việc giảm thuế nhập khẩu ưu đãi sẽ góp phần đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu, tránh sự phụ thuộc quá lớn vào một số đối tác như hiện nay, đồng thời cũng là cách để thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước tìm kiếm các nguồn cung xăng dầu mới trong trường hợp nguồn cung xăng dầu từ các thị trường truyền thống bị thiếu hụt. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc giảm thuế nêu trên dù không tác động nhiều đến việc làm giảm giá xăng trước mắt, tuy nhiên đây là việc làm cần thiết. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết từ 8 giờ ngày hôm nay 25 tháng 4, đường sắt chính thức mở bán vé tàu thống nhất phục vụ hành khách đi lại trong đợt cao điểm vận tải hè 2022. Trước mắt, đường sắt mở bán 4 đôi tàu khách thống nhất chạy hàng ngày trên tuyến Bắc Nam, gồm các tàu từ SE1 đến SE8. Ngoài ra, để phục vụ hành khách đi lại trên các tuyến, đường sắt còn tổ chức các mắc tàu khu đoạn giữa Hà Nội Vinh, Hà Nội Đồng Hới và Hà Nội Huế. Hiện đường sắt vẫn đang bán vé tàu phục vụ hành khách đi lại dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Ngoài các đôi tàu đã lập trước đây gần 9 chỗ, đường sắt mới đây đã lập thêm các nhiều mắc tàu trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Hà Nội, Hải Phòng. Nhu cầu vận tải tăng mạnh thời gian qua cũng đã kéo theo tình trạng xe dù, xe kẻ, núp bóng, xe hợp đồng tua tuyến nhộn nhịp trở lại. Các lực lượng chức năng đang đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, kết quả cũng rất khiêm tốn. Trên thực tế, xe dù, xe kẻ hoạt động ngày càng tinh vi với nhiều cách đối phó khác nhau. Vậy cụ thể những chiêu thức để qua mặt lực lượng chức năng như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua phóng sự điều tra sau. Một chiếc xe 7 chỗ chở khách trái quy định trả hình từ Huế vào Đà Nẵng đã bị lực lượng giao thông liên ngành tiến hành kiểm tra. Tài xế và những hành khách trên xe đều cho rằng đây là xe của người thân đang đưa gia đình đi chơi. Đi chơi đâu đang đợi. Đi mô. Từ mô về. Tôi chắc là phải đã thôi. Đi đến nào đi về mấy? Phải đến khi phóng viên TRT là người trực tiếp vào vai hành khách tác nghiệp trên chính chiếc xe này, đưa ra các bằng chứng về hành vi vận chuyển hành khách trái quy định, thì lúc này người tài xế mới chịu thừa nhận. Ngoài tài xế, chủ của chiếc phương tiện này cũng bị lực lượng chức năng lập biên bản với các lỗi không đảm bảo điều kiện khi xe lưu thông trên đường. Với các lỗi kinh doanh vận tải không có phù hiệu, không có giấy phép kinh doanh, tổng mức phạt dành cho chủ phương tiện và lái xe là hơn 20 triệu đồng. Xe vận chuyển hành khách có thu tiền, không có, anh có phù hiệu không? Nếu có phù hiệu, anh xuất lên cái phù hiệu xe hợp đồng hay xe du lịch để anh em kiểm tra. Nếu không có, thì anh em sẽ tiến hành lập biên bản. Anh vận chuyển hành khách không có phù hiệu theo quy định. Trong 15 ngày duy trì hoạt động liên tục, tổ liên ngành đã xử lý được 4 trường hợp xe dù, xe ké, một con số khá khiêm tốn so với hàng trăm đầu xe đang hoạt động chở khách trả hình trên tuyến Huế Đà Nẵng.
Tuy nhiên, điều này cũng dễ hiểu khi mà mỗi lần lực lượng liên ngành đang tiến hành tuần tra xử lý, thì luôn có hàng chục đối tượng, được gọi là chim mồi, bám sát theo xe của lực lượng liên ngành. Mà hoạt động của lực lượng chức năng đều được các đối tượng này bản tin về cho chủ xe để có thể né chốt liên ngành đang triển khai. Các đối tượng mà đi theo thì cũng rất là khó, vì đoàn đi ở đâu thì có người đi theo ở đó thì là nhằm thông báo cho các phương tiện khác không cho xe chạy, hoặc là để khi đoàn liên ngành nghỉ thì bắt đầu mới đón khách tiếp theo. Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính riêng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có hơn 170 đầu xe hoạt động chở khách trả hình trên tuyến Huế Đà Nẵng. Loại hình xe này hoạt động rầm rộ, công khai và có nhiều biến tướng tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng. Điều này không chỉ gây thất thu thuế nhà nước, mất an toàn giao thông mà còn tạo sự cạnh tranh không lành mạnh với các nhà xe chân chính. Mới đây trong buổi tiếp công dân liên quan đến xử lý xe dù xe ké, trước những phản ánh của đại diện tuyến buýt Huế Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan cần làm rõ những nguyên nhân cụ thể khiến vấn nạn xe dù xe ké ngày càng gia tăng. Cùng với đó cần phải có những giải pháp cụ thể, quyết liệt, ra soát các quy định của pháp luật để có chế tài xử phạt phù hợp với thực tế. Từ đó góp phần hạn chế, từng bước đẩy lùi xe dù xe ké, tạo môi trường lành mạnh trong kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục với những thông tin khác, tối qua Học viện Âm nhạc Huế tổ chức chung kết cuộc thi Tỏa sáng cùng âm nhạc. Đây là cuộc thi tìm kiếm tài năng để định hướng đào tạo của đơn vị. Cuộc thi Tỏa sáng cùng âm nhạc nhận được sự tham gia của hơn 100 thí sinh đến từ 7 tỉnh thành trong khu vực. Qua các vòng tuyển chọn, ban giám khảo đã chọn ra 23 thí sinh xuất sắc nhất tranh tài tại đêm chung kết. Theo đánh giá của ban giám khảo, đa phần các thí sinh dù ở độ tuổi nào cũng rất cá tính và có cách xử lý bài hát hiện đại, phô diễn được giọng hát nội lực và kỹ thuật của mình. Tỏa sáng cùng âm nhạc là cuộc thi tạo sân chơi cho tất cả những người có đam mê với âm nhạc, đồng thời là cơ hội để Học viện Âm nhạc phát hiện những cá nhân xuất sắc để định hướng và đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp, qua đó đóng góp vào phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương. Sau gần 20 năm bị gián đoạn, lễ hội đua thuyền huyện Phú Lộc lần thứ nhất năm 2022 chính thức được tổ chức lại trong sáng ngày 24 tháng 4. Với sự tham gia của 9 đội đua nam, 8 đội đua nữ đến từ các xã thị trấn trong khu vực hệ thống đầm phá cầu Hai Lăng Cô. Lễ hội đua thuyền huyện Phú Lộc năm nay quy tụ gần 500 vận động viên nam nữ đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện, tham gia tranh tài 10 đồ đua gồm 1 đồ cúng, 7 đồ cá, 7 đồ tiền nam, nữ và 1 đồ phá. Khu vực tổ chức lễ hội đua thuyền của huyện Phú Lộc năm nay diễn ra tại bến thuyền Diêm Phùng trên đầm Thủy Tú, xã Vinh Hưng, nơi giàu tiềm năng du lịch đầm phá đang được kêu gọi đầu tư. Việc tổ chức lễ hội đua thuyền lần này còn là dịp để quảng bá thúc đẩy phát triển du lịch dịch vụ, ẩm thực, thương mại của khu vực này trong thời gian sắp tới. Phường Xuân Phú, thành phố Huế tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 7 chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Đại hội Thể dục Thể thao phường Xuân Phú có sự tham dự của hơn 500 vận động viên và bà con nhân dân trên địa bàn phường. Tại đây có 5 môn thi, trong đó 3 môn hưởng ứng là nhảy bao bố, chạy 100m và kéo co. 2 môn thi đấu chính thức là cờ tướng và bóng đá. Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ 7 là ngày hội biểu dương sức mạnh của đảng bộ và nhân dân trên địa bàn phường, đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ công nhân viên chức. Thông qua đại hội tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để thành lập các đội tuyển tham gia thi đấu các bộ môn trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao thành phố. Được biết, tại kỳ đại hội gần nhất của thành phố, phường Xuân Phú đạt giải ba toàn đoàn và đạt giải vô địch môn bóng đá. Xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy vừa tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 6 năm 2022. Đây là đơn vị cuối cùng của thị xã Hương Thủy hoàn thành Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở. Lễ khai mạc thu hút đông đảo cán bộ và người dân trên địa bàn tham gia diễu hành biểu dương lực lượng. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, qua đó góp phần nâng cao tầm quan trọng của việc rèn luyện thể dục thể thao để phục vụ lao động sản xuất. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu môn kéo co, nhảy bao bố và đẩy gậy trong không khí hào hứng sôi nổi, nhận được sự cổ vũ của đông đảo người dân. Theo thống kê, Đại hội Thể dục Thể thao cơ sở thị xã Hương Thủy thu hút hơn 10.000 người tham dự. Sau khi kết thúc Đại hội Thể dục Thể thao cơ sở, ngày 14 tháng 5 sắp tới sẽ diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thị xã Hương Thủy lần thứ 9 năm 2022.
Những năm qua, việc tuyên truyền vận động giáo dục thông qua nhiều hình thức tại vùng dân tộc thiểu số miền núi đã được Chi cục Dân số phối hợp với các địa phương và đoàn thể triển khai, đạt được nhiều thành tựu về công tác dân số. Tuy vậy, cùng với hôn nhân cận huyết thống thì tình trạng tảo hôn vẫn tiếp tục đang là một vấn đề nhức nhối, cản trở tiến trình nâng cao chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình. Tại thôn Bất Đu, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới, lọt thọp giữa những ngôi nhà tươm tất là một mái nhà tạm bợ. Nơi sinh sống của hai vợ chồng Hồ Thị Ươm năm nay chưa tròn 17 tuổi với đứa con sơ sinh gần 4 tháng tuổi. Người chồng quen biết trên mạng xã hội năm nay cũng chỉ mới 18 tuổi, làm công nhân tại Bình Dương. Quen nhau 2 năm rồi đi đến hôn nhân. Ươm thay vì tiếp tục là học sinh cấp 3 đã trở thành mẹ trẻ với một tương lai đầy trắc trở. Bây giờ là hai vợ chồng làm gì để nuôi con? Dạ, chồng đi làm. Chồng làm gì? Chồng làm công việc, như họ kêu làm gì thì làm việc đấy. Còn cháu? Cháu chồng con, con còn nhỏ. Nên làm công nhân ngoài Bình Dương. Thế thì vậy là thả con rồi nha. Dạ. Lại thả con rồi nha. Dạ, để bà nuôi trông. Là hai vợ chồng là dự định sẽ đi Bình Dương. Dạ. Theo báo cáo, năm 2022, trên địa bàn A Lưới có 11 vụ tảo hôn, tăng 8 vụ so với năm trước. Tuy không xảy ra trên địa bàn, nhưng là những thiếu niên bỏ học sớm đi làm ăn xa, gặp gỡ qua mạng xã hội. Sau khi có con, họ trở về nhà bố mẹ vì không biết mưu sinh như thế nào. Tảo hôn không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra hậu quả rất lớn đối với cá nhân, gia đình và xã hội, làm gia tăng nhanh số lượng và giảm chất lượng dân số, trực tiếp ảnh hưởng đến việc chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tảo hôn ảnh hưởng trực tiếp đến thể chất, tâm lý, sức khỏe sinh sản của người phụ nữ, nhất là trẻ em gái. Bởi chưa đủ tuổi trưởng thành, cơ thể phát triển chưa hoàn thiện. Việc quan hệ tình dục sớm, mang thai, sinh đẻ, nuôi con sớm, làm chậm quá trình phát triển thể chất tự nhiên của con người, dẫn tới thoái hóa và các di chứng bệnh tật, làm suy kiệt sức khỏe của bố, mẹ và con. Thực hiện cái đề án của huyện là về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong cái thời gian qua thì chúng tôi cũng đã triển khai rất là sâu rộng để cán bộ giáo viên và nhân viên của toàn ngành. Ngành giáo dục cũng đã chỉ đạo các trường lồng ghép cái chương trình sức khỏe sinh sản vị thanh niên vào trong từng tiết học để cho thì các em nhận thức sâu hơn nữa, rộng hơn nữa và cụ thể là trong mỗi bộ môn, đặc biệt là ở môn giáo dục công dân, môn ngữ văn, vân vân thì chúng tôi cũng đã có xây dựng cái kế hoạch dạy học lồng ghép vào trong để giúp cho các em được tuyên truyền được thường xuyên hơn. Ngoài ra thì phòng cũng đã chỉ đạo cái hoạt động ngoài giờ để có những cái chương trình để giúp cho các em nó có hoạt động trải nghiệm nhiều hơn. Đặc biệt là hôn nhân cận huyết thống hướng tới phải xóa bỏ, mà tảo hôn thì giảm dần, mà tuyên truyền vận động đến người dân cùng phối hợp với tất cả các ban ngành đoàn thể và đặc biệt với các nhà trường để giáo dục con em, thì vấn đề quan trọng hơn hết là các em trong quá trình mà lập gia đình thì cũng phải có một cái kiến thức để nhận thức đúng đắn về vấn đề liên quan hệ lụy về vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để nhằm nâng cao về chất lượng cuộc sống của từng gia đình và toàn xã hội trong tương lai và mai sau của con cháu. Thời gian qua, cùng với các hoạt động tuyên truyền lồng ghép, nhận thức của người dân về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã có chuyển biến đáng kể. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa bền vững. Vì vậy, nắm rõ tình hình, xác định đúng nguyên nhân để bổ sung những giải pháp hữu hiệu phòng chống tảo hôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng dân số, đồng thời tạo điều kiện để đồng bào thực hiện tốt, chấp hành chủ trương ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.